việc ông Henry Metry đến Tây Nguyên đo đạc, thống kê đất đai, dân số, chủng tộc để phục vụ cho thực dân Pháp trong việc xâm chiếm Việt Nam đã đưa ông đến cái chết khi tuổi đời còn rất trẻ, 31 tuổi. Nhưng những tài liệu hình ảnh của người Tây Nguyên còn được lưu giữ như một báu vật cho đến ngày hôm nay, cùng với cuốn sách Rừng Người Thượng của ông xuất bản năm 1912 đã làm cho ông bất tử ít nhất là. Nếu ai có dịp đi qua quốc lộ 14C, cũng là cái đường vành đai biên giới, chú ý lắm thì mới thấy được một cái bia gọi là di tích lịch sử. Tôi quay cho quý vị coi, te tua sơ mướp luôn. Đây, di tích lịch sử bia Henry Metry, xã Đắc Bu So, huyện Tuy Đức. Không hương khói, không nhang đèn, lở loét. Hang hóc cỏ mọc tùm. Những cái này vài năm nữa là nó lở hết nha quý vị. Tất nhiên khi họ làm rất chắc. Nhưng bùn là gió mưa rồi, có bùn có ai đi ngang đó gõ vài cái ví dụ vậy thì làm sao mà chịu nổi. Rất may vẫn còn những cái cây gọi là rất là mạnh mẽ, như cây quẹ giữa mùa nắng mà nó vẫn ra bông. Ra bông rồi, thấy không quý vị? Đó. Rất may, rất may. Tức là cây này nó có một sức sống mãnh liệt. Tức khi mùa nắng nó chết, nó còn cái cũ, và khi nó có hơi nước mùa mưa là nó bung dậy, nó ra bông liền. Gần như là nó cây bất tử luôn. Đây quý vị, đây là một cái bản làm tạm bợ cũ mềm, cũng đề di tích lịch sử. Chút tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe, nó bong tróc đó nè quý vị, dán tạm bợ. Bên đây tôi quay sơ bộ cho quý vị coi, đây là một cái bia. Cái bia này tôi nghĩ là họ đã làm từ lâu, nhưng họ không có trùng tu, họ theo năm tháng mưa gió họ nó còn vậy đây, lở loét, thấy gớm lắm đó. Gì thấy không, nó là một cái trụ nè, nó lở loét tùm lum đó nè, gì thấy không nè, bong tróc. Nó là một cái trụ như một cái kiềng ba chân vậy quý vị, ba chân không rộng lắm đâu. Tôi đi một vòng tròn rồi tôi sẽ giới thiệu cho quý vị coi. Và tại sao nó như vậy? Cái này là tôi đứng ở trên nha quý vị. Tôi đi ngang tình cờ tôi thấy, thì tôi sực nhớ ra ông Henry Metry này. Tức là thời kỳ khi mà Việt Nam mà là thuộc địa của Pháp đó quý vị, thì người Pháp họ đi qua Đông Dương, gồm có Việt Nam, Lào và Campuchia. Họ chiếm thuộc địa của họ mà. Thì ông Henry Metry này, ông phục vụ trong cái chính quyền của người Pháp. Ông qua ông vùng Tây Nguyên này. Theo thời đó báo chí Việt Nam và sau này thì người ta coi ông Henry Metry này là kẻ xâm lược. Tất nhiên không thể chối cãi, thời đó người Pháp họ xâm chiếm miền Nam, họ xâm chiếm Đông Dương, trong đó có Việt Nam. Nhưng có nhiều người còn nói ông là một vị tướng người Pháp qua đây đô hộ giết dân Việt Nam. Không, hoàn toàn không phải như quý vị, quen thôi. Nhưng thực chất ông là một nhà thám hiểm, một nhà nhân chủng học,
Tại vì nếu mà tướng thì người ta đã ghi nhận thời điểm năm 1909, ông qua Việt Nam từ năm 1905. Ông giúp người Pháp đi đo đạc khảo sát cái vùng Tây Nguyên này. Và ông có một công trình nghiên cứu về Tây Nguyên rất lớn. Đến năm 1912 thì khi ông quay về Pháp, ông xuất bản cuốn sách Rừng Người Thượng. Năm 1912 nha quý vị, Rừng Người Thượng. Và mãi cho đến năm 2010 thì Việt Nam mới xuất bản ra cuốn sách đó. Đó là những tư liệu quý giá bậc nhất ở Việt Nam, mà trong cái cuộc mà giao lưu văn hóa giữa người Pháp và người Việt thì ông nhà văn Nguyên Ngọc là có thể gọi là nhà Tây Nguyên học của Việt Nam đó quý vị. Ông mà viết Đất Nước Đứng Lên, ông khẳng định rằng cho tới bây giờ chưa có một công trình nào nghiên cứu trong và ngoài nước mà có đầy đủ tư liệu và có giá trị về Tây Nguyên bằng cuốn sách Rừng Người Thượng của ông Henry Mantry này. Trong cái cuốn sách đó có một đoạn mà mô tả là ông cùng các người mà tùy tùng viên của ông á, họ lên cái vùng Tây Nguyên này, họ nghiên cứu về người Mơ Nông ở trên này, tức là người Thượng ở trên vùng này cái gì. Thì có đoạn viết á, tức là họ phải rình, họ bắt những người Thượng để làm gì, để họ đo chiều cao, họ coi cách ăn mặc, ngôn ngữ, rồi họ mới nhử, họ dùng đó là con mồi để họ nhử những cái người Thượng khác, những người Mơ Nông khác quay về cứu gọi là bộ lạc của họ đi. Thì họ bắt những người đó và họ bị chống đối rất là quyết liệt bằng giáo mát, tất nhiên rồi. Thì tại thời điểm đó ở cái vùng này có ông Nơ Trang Rông là người chống Pháp đó quý vị, mà được phong là anh hùng chống Pháp. Có đường Nơ Trang Rông ở Sài Gòn đó, rồi ở ngoài Tuy Đức này cũng có đường Nơ Trang Rông đó. Thì ông Nơ Trang Rông này ông nổi dậy, ông chống lại những người Pháp, những người mà thực dân Pháp, trong đó có ông Henry Mantry này. Thì khi năm 1912, khi ông Henry Mantry quay về Pháp xuất bản cuốn sách, và đến năm 1914 khi ông quay lại thì ông và ông Nơ Trang Rông có một cuộc thương lượng gọi là hòa hợp hòa giải đó quý vị. Thì hẹn gặp nhau ở trong một cái cũng như là một cái nhà sàn, một cái nhà của người Thượng đó. Thì tất cả đều bỏ ra vũ khí. Thì bất ngờ ông Nơ Trang Rông ông dùng dao ông đâm chết ông Henry Mantry này. Và ông Henry Mantry này chỉ nói lên được có một câu: ông rồi chết. Rồi tất cả những thuộc hạ của ông Nơ Trang Rông xông vào giết chết 7 hay 8 người, cũng người đồng bào này, là đi theo ông Henry Mantry này. Rồi và một người Việt. Và ông Nơ Trang Rông thì được phong anh hùng dân tộc. Thời điểm đó ca ngợi ông Nơ Trang Rông thì cũng đúng, tại lúc đó Việt Nam chống Pháp. Nhưng nói rằng ông người Pháp, thực dân Pháp thì có khả năng họ qua đây họ giết người Việt Nam thì có. Nhưng bản thân bây giờ lịch sử đã công nhận ông Henry Mantry này là một nhà thám hiểm, cũng giống như ông Yashin như thôi quý vị. Một nhà nhân chủng học. Bây giờ quý vị thấy tất cả những hình ảnh quý báu được trưng về Tây Nguyên ở mỹ thuật Long Dương ấy, ở Việt Nam người ta lấy lại những hình ảnh đó, người ta chụp hình. Quý vị có thể search vô Google để coi đi, báo Đắk Lắk, báo Đắk Nông, tất cả khi nói về những giá trị của Tây Nguyên đều dùng hình ảnh của ông Henry Mantry. Còn cái chuyện thời đó mà tôi nói thiệt với quý vị nha,
người Kinh mình thôi, tức là người Việt mình mà lên đây đi vào vùng này chắc chắn cũng bị người đồng bào ở đây, người dân tộc thiểu số ở đây họ tấn công. Huống gì họ thấy cái người mắt xanh mũi lõ. Nên nhớ rằng trước năm 1975 khi những ông Liên Xô ông giúp Bắc Việt để đánh Nam Việt đó, thì khi mà ông tập trận hay ông lấy máy bay người Bắc mà ông rớt xuống đồng đó, ông vẫn bị người dân phía Bắc bắt trói lại đánh như tử luôn. Tại vì họ đâu biết, họ gọi là giặc lái, cứ thấy mắt xanh mũi lõ thôi, họ cứ nghĩ là địch. Đến khi thông dịch viên xuất hiện thì mới xác định ra đó là Liên Xô bạn. Với thời đại hiện nay đã là thế kỷ 21, lịch sử đã ghi nhận công lao của một số nhà thám hiểm người Pháp, trong đó có như ông Yersin, ông Henri Mentri, thì tôi thiết nghĩ ít nhất là cái chính quyền Tuy Đức Đắc Nông làm lại cái bảng này nè, di tích lịch sử bia Henri Mentri cho nó rõ ràng đó. Quý vị thấy nó bong tróc không? Những cái này có thể sửa chữa lại, những cái này nó không mang gì giá trị cổ kính thì ta có thể đắp gạch lại cũng được. Quý vị nghĩ sao? Một người bản thân ông này thì trong dòng máu ổng là dòng máu thám hiểm, dòng máu nhân chủng học. Bây giờ những tài liệu Tây Nguyên quý giá cũng từ ông ra, thì ông đóng góp cho Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung rất là lớn. Và báo chí bây giờ cũng công nhận ông ta là nhà chủng học, nhà thám hiểm, thì đâu có lý do gì để cái bia mộ, cái bia nó bôi bác như vậy. Quý vị nghĩ sao nếu có những cái phái đoàn Pháp mà họ tới Việt Nam, họ nói cho họ đi thăm lại cái bia của ông Marie Henry, quý vị nghĩ sao nếu quý vị dắt họ lên đây họ nhìn thấy những cái này? Với cá nhân tôi không phủ nhận việc người Pháp xâm chiếm Việt Nam, có giết chết Việt Nam, nhưng mà với ông Henri Mentri này nè, thì bây giờ đã được lịch sử minh bạch, thì ông chính là nhà nhân chủng học, nhà nghiên cứu Tây Nguyên của Việt Nam và nhà thám hiểm. Thảm quá, nhìn thảm quá, nhìn quá thảm luôn quý vị nè. Tôi quay lại cho quý vị coi nè, nó cái bia ở trong nó hình tròn, cái nó ra ba cái chân như vậy, nó gồng rồi quý vị, quá thảm luôn. Nếu đi ngang đây không chú ý thì không bao giờ thấy được. Mộ của ông thì chắc chắn người Pháp họ đã đem về rồi, chắc chắn luôn, từ năm 1914 mà, đúng rồi, ông bị ông Lê Thăng Long sát hại từ năm 1914. Việc ông Henri Mentri đến Tây Nguyên đo đạc, thống kê đất đai, dân số, chủng tộc để phục vụ cho thực dân Pháp trong việc xâm chiếm Việt Nam đã đưa ông đến cái chết khi tuổi đời còn rất trẻ, 31 tuổi. Nhưng những tài liệu hình ảnh của người Tây Nguyên còn được lưu giữ như một báu vật cho đến ngày hôm nay, cùng với cuốn sách Rừng Người Thượng của ông xuất bản năm 1912 đã làm cho ông bất tử, ít nhất là đối với giới sử học, nhân chủng học và thám hiểm. Công trình nghiên cứu về Tây Nguyên của ông đã được ghi nhận và tôn vinh. Còn đối với Việt Nam chúng ta, tôi thiết nghĩ nên làm lại một cái bảng hiệu cho nó tươm tắt đàng hoàng, cũng như trùng tu sửa chữa lại bia mộ cho sạch sẽ là đủ. Đây cũng là cách chúng ta giữ thể diện đối với bạn bè trên thế giới.